Đang đo cái đáy bạn ơi. Trời ơi trời. Mình đang đang cần cái đáy bạn. Rồi, lụp nữa bạn ơi. Cái trà nữa ơi. Hơn 4 kg xiềng bạn ơi. Quá khứ rồi. Chào tất cả các bạn. Này đánh cá tra sông luôn ơi. Này là kênh giữa nha bạn. Kênh giữa ở Hòa Bình, Tam Nông, Đồng Tháp ơi. Quá trời cái đường kênh sông này đẹp. Đây là cái nhà yến nè bạn. Bạn mà đi đường Tông Xính vô gặp nhà yến này. Còn mà đi đường đường chợ Hòa Bình vô, chợ Hòa Bình vô thì đi cái đường nhựa là qua phía bên đây. Còn bữa hôm mình đi cái đường đất là qua cầu Chữ Y. Qua cầu Chữ Y thì đi đường đất bánh. Gặp trời mưa là khóc rộng luôn nha. Cái này lục bình thì quýnh cần máy hơi khó quá. Nhưng mà phải có xuồng bắt ra đó mình mới cầu được. Rồi, thôi mình đánh cái cần tay ngay chỗ lỗ này bạn ơi. Cứ một lỗ đánh cần tay. Bình này đám lục bình này quá già luôn á. Nay mình có hỏi mình xin bà bác kia. Mình móc một lỗ mình câu à. Thay để người ta nuôi lục bình à, để người ta cắt, người ta phơi, người ta bán. Qua bữa sau được thầy không? Lục bình hơi già. Cái này gạch vô mới nổi chứ. Lục bình già này hơi khó móc à. Sau 9 lần 9 84 cái kéo ra móc vô thì đã xong được cái lỗ bạn ơi. Giờ kết hợp với cái mũi neo móc với lại cái lưỡi hái móc luôn mới hoàn thành được cái lỗ qua. Do là lục bình này quá già luôn rồi. Cục lục bình nó dài cả mét không, cả mét hơn không à. Cho nên móc lỗ rất là cực luôn bạn. Mình đánh cám chuyên trai D1 với cám cốt H3. Đến gần tay thì bạn đánh cá tạp D2 với cám cốt thì cũng im hơn. Nhưng mà cái mục đích của mình chủ yếu này là mình muốn bắt cá tra cho nên mình sử dụng cám để hạt mộc. Đổ mỗi cái ít vô cho mình làm vừa làm mồi sải vừa làm mồi câu. Mồi sải thì mình cứ thêm nước vô. Rồi mình xới cho tơi ra. Đánh cho tơi ra. Thể mình xả bằng tay hoặc mình kẹp xả cũng được. Mình cho nó một miếng vô ổ mình trước đi. Nãy giờ hụt dục hai cục đậu nằm trong bờ không à. Nè, mồi xả vậy là ok các bạn ơi. Mình có thể ném bằng tay giống như mình vậy đó. Hoặc là mình có thể kẹp xả. Còn mồi câu thì mình cứ thêm nước cho ngay trong này nè. Rồi, để hơi cho nó nở ra là mềm mềm là mình câu được mà. Rồi, ra cần chiến thôi. Sử dụng cái cần 5.4 luôn rồi.
Cái này hôm nay đánh hai lần mà chưa có nhớt nè. Đây test nó luôn. Thời gian đánh cũng ít cho nên đánh được có 1-2 tiếng, đánh theo kiểu săn hàng á cho nên không có nhớt. Hôm nay thằng Diệp test nó luôn. Trời gió bạn ơi, cần cái đáy thì cái sâu không. Nước này trôi vậy. Đang đo cái đáy bạn ơi. Trời ơi trời. Mình đang cần cái đáy bạn. Hồi nãy mình có sao màu trước á, cần đáy cái nó vô tán luôn kìa. Trời ơi cái cần bên công nè. Bạn thấy không? Cái chà bạn ơi. Mới bự nhỏ thôi. Chứ nãy nó rút cái đọt mình tới xuống dưới nước luôn đó. Quá phê bạn ơi. Này cần này có nhớt rồi. Chưa biết bắt được không nha bạn. Trời ơi nó rút. Rút ghê quá bạn ơi. Có cái vợt mình chưa kịp gáp vô nữa kìa. Chịu nó chút xíu đi. Ê, trọng lắm. Anh Hiếu ơi. Anh Hiếu ơi. Cứu cái ơi. Đúng là cái bầy cha sông lớn này nó núp vô trong lục bình này bạn ơi. Hơi khó bắt quá. Mình kêu đồng đội tiếp này. Nó còn cá nó còn nằm trong đó không ạ? Dướng trong rồi. Chạy thoát rồi chắc không thoát nổi rồi. Tiếp đó. Tiếp. Cứu. Chạy ra bạn, chạy ra kìa. Ôi trời bực lắm bạn ơi. Chạy ra. Nãy giờ nằm nó thở, giờ nó chạy khỏe, chạy ra được kìa. Cắt lên luôn. Bắn lên luôn bạn ơi. Trời ơi.
gãy lóc luôn rồi. Ha à, cậu quá trời cậu. Tàu đi lại mà. Ê. Còn không? Còn. Ê, trời gãy cần luôn rồi. Trời ơi. Nó đắng ghê, thảm mà tim lên quá trời tim luôn mà. Cậu quá trời ép cậu bạn ơi. Con này chắc cỡ 2,5 thôi. Hơn 2,5 chút. Gãy cần luôn rồi. Hên quá, cần này có bảo hành. Bảo hành 3 lóng trong vòng 10 năm lận, không sao. Để nữa đổi bảo hành lại thôi, nhưng mà hơi lâu thôi. Uổng quá bạn ơi, gãy cần rồi. Thấy còn quặt đi. Bỏ chạy lại rồi. Có nhớ đổi cây cần 39 mà ơi, cần 54 hy sinh vì sự nghiệp à. Một pha cẩu ca khá là ngu đến từ cần thủ hậu. Đợi anh Hiếu lại lậu quá, mình ép con cá lên luôn. Rồi, lụp nữa bạn ơi. Cá trà nữa rồi. Cứu anh Hiếu ơi. Anh Hiếu ơi. Cứu. Con này chậm quá bạn ơi. Đây nè. Bự nữa ơi. Có dừng cái. Đây lội ra luôn được không? Lội chứ biết sao giờ. Có cái giọt mà giờ không được đâu. Nó nằm ở trên bờ trên mặt. Quá quay bạn ơi. Giờ đồng đội cứu bạn ơi, không có chơi ngu mà cẩu lên nữa rồi. Cẩu lên là hư nữa rồi. Bự anh Hiếu. Ừ. Ê. Trời 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 trời. Hả? Nhỏ đầu nhỏ quất cái. Nhỏ đầu nhỏ quất cái lúc em cắm cái đầu xuống luôn nè. Nhỏ cũng phải ký mấy 2 ký chứ nhỏ vậy. 2 ký không? Nhỏ lên nhỏ. Sàn. Cứ ngắt rồi, sao cứ ngắt chứ vậy? Là dưới cứ ngắt rồi. Thôi lên lên đó. Được hả? Thôi thôi thôi, dưới mình đây. Nhỏ nè, em đặt anh tin nhỏ à.
Trời ơi, hơn 2 kg nội ơi. 4 kg luôn. Thánh thần ơi. Trời ơi, lại trời ơi. 4 kg hả? Con này nó ít chạy hơn ha. Chắc nó bị dướng vô lục bình nó ít chạy hơn. Con này cẩu lên gãy cần nữa rồi. Được không? Đấy, lục bình ra, lục bình xuống từ từ. Lấy ra, lấy ra. Đợt này có lưỡi có ngạnh nha. Thảm lưỡi không ngạnh, đợt này lưỡi có ngạnh đó. Ừ, vừa để xuống cái tàu mới ấy là tan liền chứ. Mới vừa đi chả đi xuống rồi. Nó ăn tìm lên quá trời lên mà nó không... Không ăn hả? Không ăn kỳ quá. Ôi, chết bà. Bù, bù, tét, tét mang luôn à. Hơn 4 kg xiềng bạn ơi. Còn 5 kg. Quá khứ rồi. Trời ơi. Nó sao thấy nó chạy quá, đủ đâu cái nhỏ. Nhỏ lắm anh Hiếu ơi. Hơn 4 kg rồi. À, nãy cái con nãy đừng cáo ẩu nó là đâu vậy? Trời ơi. Cô đồng ơi. Thì là cá cha nó dạt ra ngoài đó. Cô đồng nó mới cứ vô nè. Trời ơi, cô đồng. Cô đồng, cô đồng, bự. Bày cá cha dạt ra ngoài bạn ơi. Tới bày cô đồng vô. Trời ơi, trời. Thương chân mưa bạn ơi. Giờ bỏ cua chạy lấy ngừ. Đây hai cả đầy đi. Hơi ra mình nếu tình hình ổn thì mình câu tiếp bạn ơi. Còn không thì hơi ra mình báo cá bạn xem nha. Giờ kiếm chỗ núp mới được. Quá trời chân mưa rồi. À, mưa quá trời mưa bạn ơi. Câu còn tay nữa mà câu không được rồi. Đây con nhọn sống. Rồi quần ngấm luôn bạn ơi. Đây hơi trời bớt bớt mưa cái mình với con nhỏ sẽ bơi xuồng đi qua ngoài kia đánh cần máy. Được hai chú bạn ơi. Đánh được chút cái chạy mưa, chạy cũng sàn dịch luôn. Một chú nhỏ này thì dính lúc đầu. Chắc cỡ 2 kg ngoài. À, con cá này làm mình gãy hết cây cần câu nè. Đây nữa gửi bảo hành lại. Tầm chắc cỡ 2,5 kg gì bạn. Còn con bự này
quá khứ rồi. Ây da, tét tay luôn rồi, bén ghê à. Con bự này chắc tầm cỡ hơn 4 kg thôi, chắc tầm cỡ 4.3-4.4 kg vậy. Nè, để hai bịch cám vô. Bịch cám này là dài 30 cm, 28 cm, bịch này là 22 cm. Nó hai bịch là nửa mét mà đưa vô con cá nó không có xi nhê chứ không ơi. Quá khứ rồi. Con này chắc hơn 4 kg xiềng, mà con này nó mới ngẫm rồi. Coi mang còn mang mới ấy. Tại lúc hồi nãy là mình đục mưa thì nó còn sống mà giờ thì ngẫm rồi. Nói chung thì có cảm giác mà cảm giác quá mạnh luôn. Chào tất cả bạn nha. Chúc bạn xem clip vui. Bạn thấy nhớ bấm like, đăng ký kênh để xem những clip mới nhất của mình nha. Chào tất cả bạn.